Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một cột điện bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường Giải Phóng Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để cứu hỏa. Clip do khán giả Phạm Quang Hiển có số điện thoại 0986 3 số cuối 222 cung cấp. Sau ngọn bơ, nạn trộm tiêu giống đang hoành hành khiến các chủ vườn tại Đắk Lắk canh cánh nỗi lo, phản ánh của khán giả Đắk Sa trú tại Buôn Hồ, Đắk Lắk. Người nuôi cá trên đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lao đao khi cá liên tục bị chết, phản ánh của khán giả Trần Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Sông Trúc Kinh đi qua thôn Trúc Kinh, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ngập trong rác, trong khi địa phương này vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phản ánh của khán giả Ngọc Vũ có số điện thoại 0947 3 số cuối 771. Tình trạng ô nhiễm của kênh Gia, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã diễn ra nhiều năm và đang ở mức báo động. Sau đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp khắc phục. Phản ánh của khán giả Minh Vũ từ số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Tại Bình Định, dọc trên tuyến quốc lộ 19B, người dân vô tư vứt rác tràn lan hai bên mép đường, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Phản ánh của khán giả Trọng Tài có số điện thoại 0120 3 số cuối 265. Trồng cây su su lấy ngọn đang là một hướng đi đúng và trở thành cây trồng mũi nhọn của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Chia sẻ của khán giả Hà Phạm từ số điện thoại 0168 3 số cuối 642. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 8, cột điện trước số nhà 1139 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát thì ngọn lửa đã lan nhanh và thiêu rụi nhiều tuyến dây điện. Một số hình ảnh tại hiện trường đã được khán giả Phạm Quang Hiển có số điện thoại 0986 3 số cuối 222 ghi lại và cung cấp cho chương trình. Vào thời gian trên, cột điện trước số nhà 1139 xảy ra chập điện rồi phát hỏa. Khoảng 10 phút sau, lửa lan ra toàn bộ hệ thống dây quanh cột điện rồi cháy dữ dội. Cột điện bị cháy nằm ngay sát đường nên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thế vậy, nhiều người vội vã di chuyển ra khỏi khu vực trên, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng. Ít phút sau, lực lượng công an đến hiện trường dùng xe chặn đường tránh nguy hiểm cho những người lưu thông qua đây. Khoảng 11 giờ 55 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng hai xe cứu hỏa đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người. Song hệ thống điện quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn đã bị cắt để đảm bảo an toàn.
Theo quan sát của khán giả Phạm Quang Hiển, ngọn lửa khiến các dây cáp, dây điện bốc cháy rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước khi lực lượng chức năng có mặt, một vài người đã đứng ra phân luồng, tạo vành đai an toàn để người dân không đi vào vùng nguy hiểm. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa đã lan theo dây điện xuống hộp đồng hồ khiến cột điện cháy như ngọn đuốc. Anh Hiển chia sẻ, rất may ngọn lửa được khống chế kịp thời, không lan sang khu dân cư bởi khoảng cách từ cột điện đến nhà dân chỉ khoảng hơn 2 mét nên nhiều người đã lo sợ lửa lan sang các nhà gần đó gây hỏa hoạn liên hoàn. Sau ngọn bơ thì gần đây người dân Đắk Lắk lại thêm lo lắng về việc mất trộm tiêu giống. Khán giả Đắk Sa trú tại thị xã Buôn Hồ của tỉnh này cho biết, trước kia chỉ đến mùa thu hoạch người dân mới phải lo lắng về vấn nạn này, thì vài năm trở lại đây, ngay cả cây giống cũng bị những đối tượng xấu rình rập để lấy đi. Lợi dụng lúc vắng chủ, kẻ xấu đột nhập vào dãy vườn và ngang nhiên nhổ trộm hoặc cắt trộm tiêu mới trồng, đang độ tuổi phát triển xanh tốt. Hầu hết các dãy tiêu ở Đắk Lắk chủ yếu được trồng xen với các loại cây trồng khác như cà phê, cây ăn trái. Khi mua có trái, khi ló cánh trái. Đó, đến khi hết trái rồi thì ló cánh giống. Nó khổ vậy. Vợ chồng quỷ và ông ba. Và dãy thường cách xa khu dân cư, nên việc phát hiện được các đối tượng cũng rất khó khăn. Sáng ra thì đi rẫy để phát hiện là, kiểm tra thì phát hiện là bị nó nhổ mất rồi. Thì khối lượng bị nhổ thì nó nhổ khoảng 210 trụ. Là cứ mỗi trụ tiêu này thì mình trồng 3 giây. Nó nhổ hết khoảng 210 trụ, thì tổng số dây bị nhổ đi thì khoảng 630. Theo chị Sa thì do giá cà phê liên tục giảm mạnh khiến người dân trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên không còn mặn mà với loại cây công nghiệp này mà đổ xô chuyển sang đầu tư trồng cây hồ tiêu khi thấy được lợi nhuận của nó đem lại. Từ việc cạnh tranh và đua nhau trồng tiêu mà nhiều địa phương tại Đắk Lắk liên tục diễn ra tình trạng mất trộm dây tiêu giống được trồng trong dãy của người dân. Điều này không chỉ gây tổn thất tinh thần mà còn kinh tế cho nhiều hộ gia đình mà còn gây hoang mang lo lắng cho nhiều hộ nông dân trong vùng, điển hình như là các huyện Cư Mơ Ga, Cư Cun, Krông Bốc. Khán giả Đắk Sa thiết nghĩ để chăm được một vườn tiêu xanh tốt đã khó nay lại gặp tình trạng mất trộm tiêu giống. Rõ ràng người trồng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vì vậy rất cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để người dân an tâm sản xuất. Còn tại Khánh Hòa, thời gian gần đây, người nuôi cá bớp, cá chim ở khu vực đầm Nha Phu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa cũng đang phải đối mặt với khó khăn trong sản xuất khi cá lồng chết hàng loạt. Khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại thì tại đảo Hòn Thị, quá nửa số bè nuôi tại khu vực nuôi trồng thủy sản đã đóng cửa im ắng. Cá chết nhiều nhất tại khu vực Hòn Thị. Đợt này có 43 hộ nuôi cá bớp, cá chim bị thiệt hại. Sản lượng lên đến gần 130 tấn, ước tính thiệt hại lên đến gần 6 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 4, có 11 hộ nuôi cá bớp ở khu vực này bị chết khoảng 240 lồng. Số tiền bị thiệt hại hàng tỷ đồng. Riêng thiệt hại đàn cá bố mẹ khoảng 1,2 tỷ đồng. Cũng do cá nuôi ở khu vực Hòn Thị chết liên tục nhiều đợt trong năm nay, nên nhiều chủ bè đã tìm cách di chuyển lồng bè của gia đình đến khu vực khác với hy vọng sẽ tìm được nguồn nước đảm bảo hơn. Tuy nhiên, việc di chuyển này đang gây trở ngại lớn đối với luồng lạch hoạt động của các tàu thuyền trong khu vực, nhất là các tàu thuyền chuyên chở khách vào khu du lịch suối Hoa Lan. Một số hộ khác lại tìm cách bán tháo đàn cá để tránh thiệt hại và gỡ gạc một phần vốn.
Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, thì nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại khu vực Hòn Thị là do nhiễm khuẩn Vibrio onginolyticus, một loại vi khuẩn kỵ khí. Mỗi mẫu xét nghiệm cho thấy có vết vi khuẩn này dày đặc. Bên cạnh đó thì còn có hiện tượng nhiễm độc do sứa bi, độ nhớt cao trong lúc vệ sinh lồng bè kém gây ra hiện tượng thiếu oxy cục bộ trong lồng nuôi. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng cũng góp phần khiến vi khuẩn hoạt động mạnh hơn. Tuy nhiên, theo thông tin mà khán giả Trần Nghi cung cấp thì các hộ nuôi cá ở xã Ninh Ích lại cho rằng cá chết do một nguyên nhân khác. Người dân cho biết là bình thường vào tháng 10, tháng 11 khi có nước bạc thì cá mới chết. Tuy nhiên lần này mới chỉ có tháng 7, tháng 8 cá đã chết rất nhiều và họ đổ dồn nghi ngờ vào nạn cào sò. Bởi tại đây mỗi ngày có hàng chục ghe cào xới tung đáy đầm khiến nước bùn đục ngầu, khiến cá không sống nổi. Điều đáng nói là cứ hôm nào đầm Nha Phu xuất hiện nhiều ghe cào sò là sau đó cá bỏ ăn liên tục vài ngày rồi ngửa bụng chết. Và khi vạch bụng cá ra thì đều thấy nhiều bùn. Song để khẳng định là cá chết đợt này do việc cào sò là chưa có cơ sở, có thể là cá bị chết bởi các nguyên nhân dịch bệnh khác và cần có sự tiếp tục vào cuộc của những người có chuyên môn. Gửi phản ánh tới cho chương trình, khán giả Trần Nghi cũng như người dân địa phương rất mong cơ quan chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh để người nuôi có thể phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại. Xã Cam An, huyện Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Thế nhưng một sự thật phũ phàng là con sông Trúc Kinh đi qua thôn Trúc Kinh của xã này lại ngập trong rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tình trạng này khiến khán giả Ngọc Vũ có số điện thoại 0947 3 số cuối 771 phải đặt ra câu hỏi là phải chăng tiêu chí về môi trường nông thôn mới tại xã này đã được hạ thấp. Ai đến sông Trúc Kinh, đoạn qua thôn Trúc Kinh, xã Cam An cũng phải khó chịu bởi mùi rác rưởi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngay mép sông có một bãi rác lớn với đủ mọi loại rác, từ rác thải công nghiệp cho đến nông nghiệp. Rác thải lềnh bềnh trên khắp mặt sông. Có những bao tải lớn đựng rác được người dân vứt trực tiếp xuống sông, lâu ngày bốc mùi nồng nặc. Thường thì vào những ngày hè nóng nực, con sông là nơi lý tưởng để người dân ra ngồi tránh nóng, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với con sông Trúc Kinh thì không ai dám đến gần. Con sông hôi thối này đã trở thành nơi trú ngụ của các loại sinh vật gây hại và cả ruồi, muỗi. Theo phản ánh của khán giả Ngọc Vũ, sông ngập rác, hôi thối là vì người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi, chính quyền không thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, chứ không phải vì một lý do nào khác. Anh Vũ cảm thấy bức xúc hơn bởi mặc dù con sông Trúc Kinh ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nhưng xã Cam An vẫn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Theo anh Vũ, việc công nhận Cam An đạt chuẩn nông thôn mới trong khi ý thức bảo vệ môi trường của người dân vẫn còn yếu kém là điều khó có thể chấp nhận. Bởi với dòng sông như vậy thì Cam An chưa đạt tiêu chí về môi trường. Một phản ánh liên quan đến môi trường khác, chương trình mới nhận được từ khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Anh Vũ cho biết, chảy qua xã Lộc An rồi hòa vào sông Cái tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, kênh ra dài khoảng 4 km là nguồn cung cấp nước sản xuất nông nghiệp của xã Mỹ Xá. Nhưng những năm gần đây, dòng kênh này bị ô nhiễm nghiêm trọng vì trở thành nơi dẫn nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp của địa phương. Kênh ra là dòng chảy chính, như một xương sống với nhiều nhánh kênh khác như những xương cá nhập vào dòng kênh này. Đây cũng là nơi dẫn nước thải của các cụm công nghiệp cũng như 7 bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố, chất thải dân sinh của 300.000 hộ dân và chất thải sản sinh trong hoạt động nông nghiệp trước khi được đổ thẳng ra sông Đào mà không qua xử lý. Cũng vì thế mà nước kênh luôn đen ngòm, đặc quánh và bốc mùi rất khó chịu. Cái khu này cũng không dùng người dân lắm.
Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra rất nhiều ổ dịch như sốt rét, sốt xuất huyết tại địa phương. Để ngăn ruồi muỗi, múa thối bay vào nhà, rất nhiều gia đình phải dùng bao tải, áo mưa chắn kín các cửa sổ. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân, nguồn nước ô nhiễm còn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất nông nghiệp, cụ thể là nguồn nước tưới cho lúa. Theo phản ánh của khán giả Minh Vũ, tình hình phát triển và đô thị hóa tại thành phố Nam Định ngày càng nhanh chóng. Tuy vậy, nhu cầu về nhà ở tăng lên và ý thức của người dân ngày càng kém. Cùng với đó, thì ngoài một lượng lớn nước thải sinh hoạt của thành phố từ khu cống ngầm, Văn Miếu, Lăng Tĩnh theo đường ống đổ ra, còn có nước thải từ những khu công nghiệp lớn như An Xá, Hòa Xá cũng đổ xuống dòng kênh này. Điều đáng nói, việc nạo vét khai thông dòng chảy mấy năm trở lại đây gần như không có, khiến tình trạng ô nhiễm của kênh ra đã ở mức báo động. Khán giả Minh Vũ cho rằng ý thức của người dân và doanh nghiệp là một phần quan trọng, nhưng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng cần vào cuộc có những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết tình trạng trên. Có như vậy thì cuộc sống của người dân mới được đảm bảo an toàn và các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn mới phát triển bền vững. Dọc tuyến quốc lộ 19B đoạn gần ngã tư Gò Găng thuộc địa bàn hai xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn và xã Cát Tân thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xuất hiện tình trạng người dân vứt rác hai bên mép đường gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Một số hình ảnh về thực trạng này đã được khán giả trọng tài có số điện thoại 0120 3 số cuối 265 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Những hình ảnh này được ghi lại trên tuyến quốc lộ 19B, đoạn gần ngã tư Gò Găng, thuộc địa bàn hai xã Nhơn Thành, thị xã Nhơn và xã Cát Tân, huyện Phú Cát. Một bãi rác dọc hai bên quốc lộ ngày một thịnh to. Đủ mọi loại rác thải, từ rác sinh hoạt, rác công nghiệp đến xác động vật chết được vứt la liệt bên lề đường. Ngày mưa thì đầy ruồi nhặng. Ngày nắng bốc mùi suối. Người điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua đoạn đường này phải bịt mũi và chạy thật nhanh nếu không muốn mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác sộc thẳng vào mũi. Mặc dù tại khu vực này đã có biển cấm vứt rác thải và hình thức xử phạt khi vứt rác thải nơi công cộng, tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ biển cấm. Và cứ thế, rác mỗi ngày một nhiều, môi trường ngày càng ô nhiễm. Khán giả trọng tài phản ánh, rác thải vứt mọi lúc, mọi nơi gây ô nhiễm môi trường là một vấn đề nhức nhối ở các vùng nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, việc một bãi rác tồn tại lâu ngày giữa đô thị đang gây phản cảm cho người tham gia giao thông và cho thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế. Đồng thời, ngành chức năng cũng thiếu quan tâm trong việc thu gom rác thải nên dẫn đến tình trạng này là điều khó có thể tránh khỏi. Thưa quý vị, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được biết đến là vùng sản xuất nông nghiệp với những sản phẩm nổi tiếng như quýt Nam Sơn, tỏi tía và đặc biệt là cây su su lấy ngọn. Những năm gần đây, diện tích cây su su lấy ngọn ngày càng mở rộng phát triển, hầu như gia đình nào cũng trồng và mang lại hiệu quả kinh tế, làm giàu cho địa phương. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi clip chia sẻ của khán giả Hà Phạm từ số điện thoại 0168 3 số cuối 642 để tìm hiểu về mô hình làm giàu này của nông dân Hòa Bình. Cây su su lấy ngọn bén duyên với vùng đất xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình từ năm 2008 với vài hộ trồng thử nghiệm do Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật đầu tư hỗ trợ với diện tích khoảng 0,5 hectare. Sau khoảng 3 tháng trồng, cây su su cho thu hoạch ngọn. Và thật nhanh chóng, ngọn su su đã chiếm lĩnh được thị trường. Nhờ vậy mà diện tích cây su su tại xã Quyết Chiến được nhân rộng lên 40 hectare. Hộ trồng nhiều khoảng 1 đến 2 hectare,
còn hộ ít cũng khoảng 400-500 m². Và tập trung chủ yếu ở các xóm, xóm Biện, Bắc Hưng và xóm Khao. Là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, nên xã Quyết Chiến được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp với cây su su, nên cây sinh trưởng và phát triển mạnh. Đặc biệt một điều quan trọng nhất là sản phẩm bà con làm ra sạch và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì vậy mà ngọn su su rất an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Năm 2013, sản phẩm ngọn su su được chứng nhận mô hình sản xuất rau su su an toàn. Nhờ trồng su su mà người dân nơi đây đã thoát được cái nghèo và vươn lên làm giàu. Tính trung bình một năm, một hecta cho thu hoạch khoảng 60 đến 70 tấn ngọn su su và thu nhập của người dân không dưới 300 triệu đồng trên hecta. Theo chia sẻ của khán giả Hà Phạm, mô hình su su lấy ngọn đã giúp xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc thay da đổi thịt, giúp cuộc sống người dân thoát được đói nghèo. Đến giờ, những diện tích ruộng bấp bênh cấy lúa, trồng ngô kém hiệu quả đều được người dân chuyển đổi sang trồng su su. Trồng su su lấy ngọn thì cứ cách 1 đến 2 ngày người dân lại thu hái một lần, với giá bán ổn định cho thương lái là 5.000 đồng 1 kg, mỗi năm các hộ dân cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng. Khán giả Hà Phạm cũng được người dân vùng cao xã Quyết Chiến chia sẻ, sau nhiều năm đưa vào trồng trên diện rộng, qua đánh giá thì cây su su là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, tốn ít công lao động mà cho hiệu quả kinh tế cao hơn 6 đến 7 lần cây lúa trồng ngô. Do vậy, trồng cây su su lấy ngọn đang là một hướng đi đúng và trở thành cây trồng mũi nhọn của địa phương. Còn bây giờ, ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 8, cột điện trước số nhà 1139 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lan khắp cột điện, bùng cháy dữ dội, khiến hộ dân xung quanh và người đi đường hoảng sợ. Lực lượng công an đã phải dùng xe chặn đường, tránh nguy hiểm cho những người lưu thông qua đây. Vụ việc không có thiệt hại về người, song hệ thống điện quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn bị cắt để đảm bảo an toàn. Clip do khán giả Phạm Quang Hiển có số điện thoại 0986 3 số cuối 222 cung cấp. Nếu như trước đây vào mùa thu hoạch người dân mới lo lắng bị trộm tiêu, thì trong vài năm trở lại đây, họ còn phải lo thêm về vấn nạn trộm tiêu giống. Lợi dụng lúc vắng chủ, kẻ xấu đột nhập vào rẫy vườn và ngang nhiên nhổ trộm hoặc cắt trộm tiêu mới trồng đang độ tuổi phát triển xanh tốt. Thực trạng này đang gây hoang mang, lo lắng cho nhiều hộ trồng tiêu ở các huyện như Cơm Ga, Cư Quyên, Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của khán giả Đắc Sa, trú tại Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thời gian gần đây, người nuôi cá bớp, cá chim ở khu vực đầm Nha Phu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa phải chịu cảnh trắng tay vì cá chết trắng lồng, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, thì nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiễm khuẩn Vibrio aeruginolyticus, một loại vi khuẩn kỵ khí. Tuy nhiên, người dân lại nghi ngờ nguyên nhân là do nạn cào sò. Phản ánh của khán giả Trần Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Mặc dù mới được công nhận là xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, nhưng ngay mép sông Trúc Kinh, đoạn qua thôn Trúc Kinh, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị lại đang tồn tại một bãi rác lớn với đủ các loại rác thải từ công nghiệp đến nông nghiệp. Có những bao tải lớn đựng rác được người dân vứt trực tiếp xuống sông để lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc. Phản ánh của khán giả Ngọc Vũ có số điện thoại 0947 3 số cuối 771. Chảy qua xã Lộc An rồi hòa vào sông Cái tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Kênh Gia dài khoảng 4 km là nguồn cung cấp nước sản xuất nông nghiệp của xã Mỹ Xá. Những năm gần đây, dòng kênh này đã bị ô nhiễm nặng do trở thành nơi dẫn nước thải sinh hoạt cũng như nước thải công nghiệp. Phản ánh của khán giả Minh Vũ từ số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Thời gian gần đây, dọc trên tuyến quốc lộ 19B, đoạn gần ngã tư Gò Găng, thuộc địa bàn hai xã Nhơn Thành, thị xã Nhơn và xã Cát Tân, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, xuất hiện tình trạng người dân vứt rác ven hai bên mép đường, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Phản ánh của khán giả Trọng Tài có số điện thoại 0120 3 số cuối 265.
Những năm gần đây, tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, diện tích cây su su lấy ngọn ngày càng mở rộng phát triển, trở thành cây trồng mũi nhọn địa phương. Nhờ trồng su su mà người dân nơi đây đã thoát được cái nghèo và vươn lên làm giàu. Tính trung bình một năm, mỗi hecta cho thu hoạch khoảng 60 đến 70 tấn ngọn su su và thu nhập của người dân không dưới 300 triệu đồng trên hecta. Chia sẻ của khán giả Hà Phạm từ số điện thoại 0168 3 số cuối 642. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng cho chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn và trao từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.